không đâu quý vị. Chủ đề là gừng xanh vui nhộn, phải không? Cảnh làm sao luôn, phải dưới xe quyền nhà đang trang điểm cho buổi diễn tối nay. Mọi người ơi, ai ở Bình Dương thì đến với The Sun Container liền nha quý vị nha. À, có rất là nhiều thành viên mới, thành viên cũ, có rất là nhiều thứ luôn để mà xem. Còn ở C30 thì quý vị cũng đến đó ủng hộ cho đoàn nha. Bạn Đạt, bạn cứng hả? Cái đây nó nghe nè. Trời ơi, Tấn Đạt có fan vui quá ha, tươi quá à. Tấn Đạt xuống hả? Ờ, với gì bạn hạ bạn cứng vậy? Tấn Đạt xuống. Tấn Đạt có fan xuống hả? Làm gì cảm ơn. Đây, cái này có mộc trà. Cả nhà đến với Bình Dương nha mọi người, đến chơi lô tô mọi người. Đêm nay chủ đề gì, rừng xanh vui nhộn hả? Câu chuyện rừng xanh. Dạ rồi, cùng chiêm ngưỡng những chú tiểu trên núi mới xuống rồi đó. mấy anh trai rồi, giống như là rừng xanh mà đánh mắt tô môi đỏ rồi mọi người. Dạ em làm gì? Em là một cô thôn nữ trên núi mới xuống, kiểu giống là cô thôn nữ đảm đang á mọi người. Dạ mi nhà ta đang mới đánh. Bây giờ là em công đoạn gắn mi, nhưng mà sẽ kẻ lai mũi trước. Kia tối quá phải qua bên này đánh. Bên kia tối quá trời. Đúng rồi, tối quá. Ôi, Việt Nam nhanh quá vậy. Mặc đồ mới rồi kìa. Bọc cây đâu mọi người? Bọc cây đâu rồi đó kìa? Xong rồi đó mà. Con ngoại cây Nam nó xong rồi. Nhanh. Đây là mình đuổi đường mà mình gắn mi dầm lộn. Ấy giờ thì mình đã ý cái cà đầu của em hình con lông hả? Đúng rồi, em thích cũng lông lắm. Với lại em thích màu vàng lắm á. Màu vàng là màu của chị, thấy chị hay mặc áo màu vàng không? Không có. Chị hay mặc áo màu vàng không? Không đạt rồi. Cây đó, một chàng này, quyền làm tóc cho mày. Bỏ gì em đây, em bỏ vô chỗ nào vậy? Khô keo rồi hả em? Khúc này là tâm linh nhất. Không biết có bị lé hay không? Không nha. Không có chuyện gì đâu. Không, đầu em hết luôn á, nhiều lắm. Vậy là em máu xấu rồi. Đúng rồi, má em xuống. Mọi người đây. Thơm quá. Khác biệt luôn ha.
khi mà gắn mi vô là thấy không, long lanh luôn đó mọi người. Bởi vì BD sống chết là nhờ cặp mi, không muốn đẹp hay không là nhờ cặp mi. Xong phải canh lại vẽ ta cho nó đều hay quá. Ok chưa mọi người, thấy ok chưa? Ok rồi đó, ok rồi. Sao thì em tin đánh má hồng rồi đó.
cái đầu nắm nhìn chứ. Mời diễn Sài Gòn hả? Bình Dương 3 ngày luôn. Trời ơi, em cũng diễn Bình Dương 3 ngày chung. Sao là em diễn chung rồi. Tình địch với nhau mà. À. Em sao? Tình nó lấy chồng em. Là ai? Nguyễn Tài, bữa đó. Trời đất ơi. Em diễn đâu? Đây, 3 ngày luôn. 3 ngày luôn rồi. Ủa, đúng rồi. Không hẹn mà cùng gặp rồi.